Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Hôn Nhi, đừng như vậy. Đừng như vậy Hôn Nhi. Ui, sát thủ ơi, đừng như vậy. Đừng như vậy, đừng như vậy, sát thủ ơi. Đâu, mình có lặng im đâu. Mình lên tiếng mà, các bạn ơi. Các bạn kêu mình lặng im là hơi bị sai sai đấy. Ui. Gì đâu các bạn ơi. Ôi bạn đã clear được nó rồi. Đừng bạn ơi, bắn tốn đạn. No. No bạn ơi. Bạn lại bắn người trên không à? No. Quỳ xuống đi. Xuống đi. Anh bạn. Nào, đủ một bạn. Ui. Bạn rút xuống ghê vậy. Ghê vậy ai chơi? Ê. Ui, thằng nào vừa vứt cô ra rồi đây? À. Vậy nào. No. Bay nào. No. Có không giữ rẻ tiền. Con Nhi có không giữ mất được tiền. No. Có không giữ thì mất được tiền sát thủ ạ. Lấy cái trang trại này là mình sẽ không kịp. Sát thủ vẻ ngon quá nhỉ. Đã có được gấu da rồi cả. Đó là cái giá anh ơi, trả. Em mua lại nick anh 30 triệu anh bán không anh? Không em ơi, bởi vì là nick này liên kết với Facebook mà em ơi. Bình thường nếu mà không liên kết anh bán ngay, đang nghèo các mà anh em. Không. Nếu mà em để vài ngày nữa, nếu mà xin không sao, sao đâu. Bạn, sao bạn? Em có muốn nick anh không? Mình bảo là nếu mà bạn các bạn muốn nick sao bạn, sao bạn? Hỏi bạn đấy là có muốn nick bạn không? Không. Các bạn ấy sẽ không thèm mua nick bạn. Các bạn đâu rồi, chúng ta lên cổng trời rồi này. Mình đang ngay phía dưới này ông ơi. Ơi, oh. Oh, các bạn lại có mạng rồi à? No, các bạn ăn hơi nhiều mạng đấy. Ui, các bạn ăn nhiều mạng quá nhỉ, mình sợ các bạn rồi. Thế thì ghê rồi. Tiếng súng bắn kiểu bụp 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 anh em ạ. Kẹo no kill. Trong cái tình huống này thì kẹo no kill anh em ơi. Ê, chứ mặt, nó kính nhau kìa. Câu liều lên. Thế thì ghê quá rồi nha mà, kẹo cũng sợ rồi. Ui. Các bạn chơi ghê vậy, ui. Sát thủ lại thêm 2 kill cả. Lên thế. Thế mình sợ rồi nha mày. Sợ mấy đứa đồng đội rồi. Chơi gì nữa anh em. Ai đó muốn lấy cái đó ra không, mình sẽ share cho. No, mình không cần. Bạn hiểu không? Nó ra là cái gì đâu. Không, không cần bạn ơi. Bắn pha mát ngon hơn mà. Wow, cần gì Goza? Goza là gì? Đúng. Bạn tưởng Goza có thể hàn gắn lại tình bạn đã đổ vỡ à? Không. Ồ, chúng ta làm gì có tình bạn đâu mà. À, nó đi một mình ông ơi. Thôi nhé, xấy xe, đấy đấy. Cái thằng không biết friend là gì. Cho nó đi một mình. Thì nó chết mình cười. Thì các bạn không bán được rồi các bạn. Ui. Tí chết mình kêu nhá. Làm gì phải lấy của nó. Nhi. Đúng rồi, thằng rẻ tiền. Wow. À, ấy lúc nãy tôi cũng chạy qua đấy nhưng mà không thấy Goza ông ơi, chứ là tôi không để ý. Ủa yêu nó săn của mình thì có rồi. Ok, bye bye sát thủ ơi, đừng rẻ tiền nữa. Tưởng mình cộng có Goza. Goza to như bánh xe bò. Ăn đừng giáp anh em ơi. Mày ăn đừng giáp à? Mày đừng giáp à? Ăn đừng giáp bậc giá phải trả. À, ăn đừng giáp bậc giá phải trả nhá. Em rẻ tiền. Trời ơi. Ông ăn đường giáp thì đấy là cái giá phải trả của ông rồi. À, sao thủ có mạng rồi. Này, ông ngắm hãy có cái gì đâu. Bạn đừng đem ông ngắm hãy ra đây để quy đổi nhá. Ok. Trả mình nào. Trả cái gì? Không. Mình lượm chỗ khác mà lúc nãy mình đâu có lượm của bạn đâu. Trả tiền thay. Wow. Giá phải trả. Này, đồ của cậu. Có không giữ, mất đừng có tìm nhá. Sát thủ nhá, đừng rẻ tiền như vậy. Hay lắm còn gì. Sát thủ nó lại bật mốt 5 giây rồi anh em ơi. Sát thủ nó bật mốt 5 giây rồi anh em ơi. Sát thủ ơi đừng chip money nữa. Không, thế nào đấy là chỉ có money có thôi. Này, nó bật mốt ô tham rồi. Ô tham là sao? Là toàn bộ trận đấu. Ô, sự chú ý. Thích kẹo y bỉm ra, ăn bộ thì nó ra. Đâu, mình có làm gì đâu, mình có đang sợ chết đây này các bạn ơi. Mình có đang sợ chết đây này các bạn ơi. Ui, bắn thùng dầu à? Làm gì vậy? Tôi có chạy qua thùng dầu đâu.
mặt chắc kìa. Ok các bạn. Ok mọi người xem livestream mình đừng quên là chia sẻ nhóm để ủng hộ nhá. Đây này, bạn bên tôi hỏi này, thế sát thủ lại hơn như cái bán X không này, em mua 60 triệu này, hôn nhi bán đi hôn nhi ơi. Hôn nhi ơi bán đi hôn nhi ơi, mình không bán đâu. Hôn nhi bán ơi, bán đi hôn nhi được 60 triệu này. Bán đi hôn nhi ơi, mua gặp X. Wow, gắt. Gặp X lại quần què, có Exciter không đi gặp X đâu. Ôi, có thể mua BMW các ông ơi đấy, hoặc là mua Kawasaki Z1000. 60 triệu ai mua GPX làm gì? Không, 60 triệu chỉ mua được bánh xe bò đấy bạn ơi. Không ơi. Ê, chứ mà 60 triệu làm gì mua được bánh xe bò Lamborghini ông lại cứ đùa tôi. Chứ mà là. Đâu vậy đâu vậy? Đây à? Hai đằng kia đằng. Nhanh lên nhanh lên. Ôi. Đi lách ta. Bên phải chị ơi. Ui các bạn ơi đây. Ui các bạn ơi đây. Ui các bạn ơi đây. Các bạn ơi đây. Thủ quá. Đâu vậy? Mình có làm gì đâu, mình có đang sợ chết đây này các bạn ơi. Mình có đang sợ chết này các bạn ơi. Đang sợ chết đây này. Ôi sát thủ ăn hơi nhiều mạng đấy. Thế thì ghê rồi. Sát thủ lại ăn các bạn ơi. Wow. Wow còn cũng ăn mà. Wow. Mình có một kill thấm gì? Thấm gì so với 2 kill của sát thủ? Mẹ. Ơ, qua đâu rồi? Bao giờ các bạn chết vậy? Khi có bao giờ các bạn chết để mình. Ờ. Sao các bạn chết lâu vậy? Wow, các bạn sống dai VL. Nhưng trong trận này mình sẽ không gãy cánh xuống như bình thường nữa đâu. Mình sẽ sống sót như một người anh hùng. No bạn ơi, hãy đi chết đi bạn ơi. Hãy đi chết đi, chết đi, chết đi bạn ơi. Ui dồi ôi, Rosa. Có từ đời Tống rồi ông ơi. Ông đừng có rẻ tiền nữa nhá. Có từ đời Lamborghini. Đời Lamborghini không? Rồi. Càng có gì, các dịch khi nói chuyện. Có khác nha. Mua ra bọn tôi có từ đời Napoleon kéo xe mặt trời rồi nhá ông nhá. Được chưa? Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Hết 60 triệu bánh như vậy to như bánh xe bò rồi. Thời như cái thời Napoleon thì ghê rồi. Anh bán X cho em không 100 triệu tận tay. Ui, thôi thôi em ơi. Anh không cần đâu em ơi. Em cứ chăm gạ. Ác này là ác vô giá em ạ. Giờ nhá. Anh nốt bán nhá. 13 đúng không? 13 em gạ 100 triệu đến 30 thằng nào nó bán em ạ. Yên tâm đi. Ôi các bạn chạy nhanh vậy nhỉ, các bạn rút thính phải gọi là tốc độ bàn thờ rồi. Mình sợ các bạn rồi. Tí ơi lên xe nào em ơi. Xe của Trung, sao cậu lại làm như vậy? Thôi. Tí ơi, kính không đi bên trong đâu. Mình đi xe với Hơn Nhi cơ, đi xe với bạn, bạn rẻ tiền lắm. Ờ, các bạn thật rẻ tiền. Chào mình chút nhé. Hơn Nhi ơi, đây, bạn ơi. Wow, thôi. Một lần thôi nhé các bạn. Mình mặc kệ luôn, mình tự kiếm xe các bạn ạ. Các bạn quá rẻ tiền rồi. Mình sẽ khép lại. Không, mình đây mình các bạn nói chờ bạn thôi. Chút. No, no. Mình bây giờ các mình sẽ tự đi kiếm xe bạn ơi. Mình bạn. Không cần bạn, mình không cần bạn đâu. Mình hơi sợ ke. No, sợ ke kệ bạn. Các bạn ơi, bên này có tiếng súng. Đúng bạn hãy đi chết đi. 15. Đi chết đi, chết đi bạn ơi. Bạn ơi. Yeah, sát thủ còn đấy cây máu anh em ạ, tôi không tin lắm. Tí nó clear nguyên cả team anh em ạ. Mình ham Hoàng Thính này, cứ ra phía Hoàng Thính ấy. Thôi bạn ơi, mình không quan tâm lắm bạn ơi. Qua đây, qua đây Hôn Nhi ơi. Ôi, sát thủ sấy căng quá nhỉ. Ui. Cái giá phải trả. Wow. Đâu đâu, đâu Hôn Nhi ơi. Đâu Hôn Nhi ơi. Đây bây giờ đến cứu này, nhanh. Qua luôn. Đây đây, chưa lên được. Lỗi ông ơi. Ui, chạy qua chỗ sát thủ ông ơi. Nguyên team à, nguyên team à. Chạy qua chỗ sát thủ rồi ông ơi. Thế ông chạy nhanh vào ông ơi. Đây, bây giờ đến cứu này, bây giờ đến trả thù cho ông này. Đâu, các bạn ra liếm mạng. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi ông ơi, hai đứa. Tông luôn, tông luôn. Cứ thẳng lên trên. Đây ông ơi, quên đây ông ơi, ok. Rồi, thôi xong. Con này lại kiếm tốt rồi. Chung mặt đâu vậy bạn đây, xe à, ok, nốc từ nhau người, nốc từ nhà bạn. Đây, xe nốt bom kèo cái đã. Ok, các phải em. Ui dồi ôi. Hôn Nhi, Hôn Nhi, đây, Hôn Nhi, đây Hôn Nhi. Đây, Hôn Nhi, đây, đây, qua đây mình cứu bạn này, ui, qua đây mình cứu bạn này. Đây, ơi, không phải lo cứu mà. Đây, làm sao được. Ông, quần máu đi, Hôn Nhi. Trông bắn nữa, trông bắn nữa. Nó vòng lại đấy, ok, đã xong. Ok, hay quá. Các
các friend mình rủ lên xe không thèm lên, xong rồi các friend quyết định là gánh chịu. Một ok đâu bạn xong cứu các friend nữa đâu có đâu. Cậu có cho mình lên xe à? Ui mình rủ sĩ kẹo cho xe mà không, bởi vì mình thấy đâu? Sát thủ rẻ tiền lắm, thế là mình tính đi chung xe với Hương Nhi, nhưng mà Hương Nhi lại không chở mình anh em ạ. Cái này bạn phải trách Hương Nhi, đừng trách mình nhá. Mình có làm gì đâu, mình có đang sợ chết đây này bạn ơi. Ôi tâm đỏ đâu, hay là mắt bạn bị sao? Ê, wow. Đúng rồi, bên trên. Đâu vậy, đâu vậy? Trên này, trên nào vậy? Doraemon nào? Ok, đây ông ơi. Doraemon làm ok cái nhà bang cái nhà. Để tôi đứng xa cover cho ông ơi. Đừng có đứng xa cover, khó. Wow, thế từ từ, ông làm gì mà căng? Ông làm gì mà căng, đứng xa cover cho. Nó dựng bóng keo rồi ông ơi. Thế là ông vậy? What the hell, mình đang bắn đó mà. Nhà Doraemon. Đúng rồi, nhưng mà lúc nãy mình đang bắn đó mà bạn ơi. Có nhiều mạng rồi anh em ơi. Chết ghê rồi, nó hai cả, ghê rồi. Có còn nữa hả? Ok ok, để qua các bạn ơi, Đi một thằng trên nhà đấy. Mình đã bảo đẩy qua đi. Bạn đánh nhanh qua, mình chịu thôi. Mình chết sao nổi hả bạn? Ôi bạn ơi, nó ngay ngoài bạn ơi. Ok, đã xong nhá. Ui nữa hả? Ghê vậy, đây mình ơi. Nhà thằng thôi, trên nhà nhá. Đây mình đây. Hai đứa. Đâu vậy? Mình đây hôn nhè. Đi vậy. Mới đây hôn nhè. Ok, nó cũng nhé. Ngon. Tuyệt vời anh em ạ. Còn máu cái đá các bạn ơi. Wow. Sấy ghê vậy. Mình ơi, giờ các bạn ạ. Đấy. Hôn nhè, sắp tung một giống hôn nhè, cố lên. Có đại tiểu liên không? Đại tiểu liên ở đây ông ơi. Không hiểu sao từ khi sát thủ chết đem ra team lại đoàn kết hẳn anh em ạ. Wow. Hay lắm các bạn. Ok, sau khi các bạn nữa. Phải lát thì mình có làm gì đâu. Nhưng mà đấy cậu mình các bạn mỗi đứa đi một xe xong các bạn kêu bỏ nhau. What the hell? Mình đó các bạn không thèm lên các bạn. Nhưng mà không. Cậu còn cho mình nhưng mà các bạn thì mình cầm xe đó các bạn xe mình. Ok. No các bạn ơi. Đã thứ gì kìa. Nhưng mà mình thấy là các bạn mỗi bạn chạy một xe, mình cũng mình kiếm xe riêng mà. Wow. Tại sao bạn lại nói mình như vậy? Mình buồn, mình sâu sát. Không. Cái này đúng mà bạn. Đây này, mình còn đang trang bị giảm thanh đây này các bạn ơi. À, mình còn đang trang bị nồng 3 đây này bạn ơi. Lúc mình online thì chắc là các bạn vẫn trang bị bài. Bây giờ là 2 cân 4 mà bạn, nên là phải trang bị giảm thanh thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mình không có. Thứ gì? Ok, fine. Bạn ơi, hôm nay mình thấy đồng đội hành cùng anh từ đầu đến cuối live và không có trận tốt nào. Bắt đi quá. Chú gì em ạ? Ê bạn ơi, xe kia còn chạy được không vậy? À xe ngon. Chạy được. Xe ngon ông ơi, chưa bị phá tí nào không ạ? Còn 4 thằng nữa nhá. Good game. Chạy đi Hôn Nhi ơi. Xe mới tanh, sướng vãi. Kéo gặp nguyên team squad đấy. Nguyên team squad này có lẽ là team tô xanh mộ anh em ạ. Chạy đi ông ơi. Đúng vậy, tường băng á. Tường băng trên đồi. Chưa thấy Hôn Nhi. Chạy đi Hôn Nhi. Chỉ cầu á. Ok. Có ai vậy ông? Ông ơi, phía này Hôn Nhi. Quay lại Hôn Nhi, Quay lại Hôn Nhi. Hôn Nhi đừng ăn. Hôn Nhi ơi. Hôn Nhi ơi, tại sao bạn cố gắng ăn mạng của mình vậy? Nó sấy mình gần đai xong bạn ăn mạng. No, mình buồn. No, mình buồn bạn ơi. Ê nó ra đâu vậy? Đâu vậy? Thầy thành công. Thôi các bạn ơi. Lên xe nào Hôn Nhi, chuẩn bị top 1 rồi. Thôi bây giờ trang bị nóng 3 là vừa anh em ạ, bởi vì là còn 2 đứa mà. Ê Hôn Nhi, lên xe Hôn Nhi. Hey. Lên xe tốc độ bản thân ông ơi. Sao bạn? Nhảy cầu á? Đây, từ đi chậm thôi. Đi chậm thôi làm gì mà căng. À. Nó vẫn trên cầu không? Nghe tiếng nạp đạn. Bên trái xuống. Cái trái á? Bắt tử heo. Đây ông ơi. Đây này. Bắt tử heo bạn ơi. Hôn Nhi đừng. Hôn Nhi dựng tấm băng. Không cho xích kẹo ăn mạng. Ui. Không. Mình biết mạng đấy của xích kẹo. Wow. Mình không làm những nhiều như no. Bởi vì bạn rẻ tiền đủ rồi. Nhanh lên xe Hôn Nhi. Ơ thằng nào câu liệu vậy? Hôn Nhi à? Hôn Nhi câu liệu à? Đừng. Ui Hôn Nhi có bò choáng anh em ơi. Bắt tử heo. Mù màn hình rồi. Mù mắt tôi rồi anh em ơi. Tôi trắng xóa này, ui mãi mới được này. Lâu vậy Hôn Nhi. À bạn rẻ tiền nhá. Đừng đứng trong vùng tâm của nó.
Các bạn ơi, bạn rẻ tiền nhá, bạn lên xe không bạn ơi? Ôi, bây giờ là kẹo có tận 28 mắt xe rồi nha mày. Bây giờ nhanh lên xe, top 1 nào ông ơi? Không nhanh lên xe, top 1 nào? What the hell? À, các bạn ấy qua xem bên sĩ kẹo rồi anh em ơi. Các bạn ấy không xem Hôn Nhi, không mất xem á, thật không? Thật, không muốn mất xem nào luôn. Wow. Đây, có rồi đây. Một mắt. Một mắt của sát thủ đây. Con đã là rồi. Có thể hát đuổi mình đúng không? Không, để khiến bạn cảm thấy rẻ tiền. Thế thì vui rồi anh em ơi. Cả lời, cả lời. Qua thật cuối đâu anh em ơi. Ồ, kệ nó bạn ơi. Chúng ta cứ chạy xe cả đã. Thế là nó ở trên tròi vậy. Chúng ta mẹ lên tròi chưa? Lên tròi không có, lên rồi. Tròi, Hôn Nhi lên tròi rồi mà. Ơ, thằng này độ thổ à? Wow, độ thổ à? Không, Hôn Nhi nhảy xuống. Ăn mừng sẵn á, thôi thôi Hôn Nhi này đừng rẻ tiền nữa. Quay bên trái, ui, ăn mừng á. Ui, ăn mừng á. Ăn mừng á, ui, ăn mừng á. Hôn Nhi này đây, qua đây quỳ lại mình này. Ăn mừng quá sớm này, ui. Đây bây giờ mới là ăn mừng nè. Quỳ xuống. Liếm chân đi, liếm chân đi. Này, liếm chân đi. Rẻ tiền thay anh em ạ, ok. Dạ tiền thế chịu rồi. Ăn mừng quá sớm và cánh kết. Cả lời rồi Hôn Nhi ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.